Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh tăng mạnh. Trong khi đó, người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông, dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông. Số vụ và số người chết do tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm tại tỉnh Quảng Trị tăng cao. Hiện nay, các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường các giải pháp căn cơ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Lưu lượng xe tải nặng, xe container trên quốc lộ 9 đoạn từ thành phố Đông Hà đi Lao Bảo trong năm 2021 tăng cao. Lượng xe tăng gấp 3-4 lần so với năm 2019 và năm 2020. Nhưng tuyến này lại có đường cong, bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quốc lộ 9 này thì tôi thấy cái dốc khe xanh, đèo xuống khe xanh là nguy hiểm, nên là yêu cầu là toàn bộ các phương tiện là đi là đúng tốc độ, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe để an toàn nhất. Với chủ đề năm an toàn giao thông năm 2021 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong 3 tháng cuối năm, các lực lượng đã triển khai lắp đặt hệ thống giám sát giao thông trên quốc lộ 1A, kiểm soát tải trọng phương tiện ở trên các tuyến quốc lộ, kiểm soát tốc độ phương tiện, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Tập trung kiểm soát, xử lý ngay tại khu vực bến bãi, kho cảng, mỏ vật liệu, khoáng sản, khắc phục các điểm đen giao thông và xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tăng cường công tác hướng dẫn, thực hiện an toàn khi tham gia giao thông. Còn đối với những cái đối tượng mà hiểu biết, có nắm bắt các cái quy tắc giao thông mà lại cậu thả, cố tình thực hiện sai, thì chỉ có tăng cường lực lượng, tăng cường các cái phương tiện nghiệp vụ để tuần tra, xử lý nghiêm các cái hành vi này trên các tuyến đường, mà phải gia tăng vào các cái thời lượng mà thường xuyên xảy ra tai nạn nhất. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi cá nhân cần tự nâng cao ý thức của bản thân khi tham gia giao thông. Đó là cách tốt nhất để đảm bảo tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn minh đô thị.